Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Thông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức cuộc sống. Chúng mình sẽ đến với bài 22 ở tiết thứ tư, đó là viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc đối với người thân. Thì để viết được một đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc đối với người thân, chúng ta sẽ đến với hoạt động đầu tiên, đó là hoạt động 1 của chúng mình. Đó là tìm những câu văn thể hiện cảm xúc đối với người thân trong bài tập 1. Chúng ta sẽ có 3, 4 câu. Và những câu văn nào dưới đây thể hiện cảm xúc với người thân trong hoạt động đầu tiên, chúng mình sẽ tìm những câu văn để biết được những câu văn nào thể hiện cảm xúc đối với người thân. Câu A: Dương nhìn ông lòng trào lên cảm xúc yêu thương khó tả. Câu B: Thường ngày Dương luôn nghĩ ông rất nhanh nhẹn. Câu C: Ông đưa đón nó đi học mỗi khi bố mẹ bận. Câu D: Ông ngoại ơi, cháu yêu ông nhiều lắm. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có 4 câu. Và hãy cho thầy biết những câu văn nào dưới đây thể hiện cảm xúc với người thân. Thì thể hiện cảm xúc với người thân thì những câu văn nói lên tình cảm, đúng không? Tình cảm của những người trong gia đình, cụ thể là tình cảm của chúng mình đối với người thân như thế nào. Thì nhìn vào những câu văn này, chúng ta có thể cho thầy biết là những câu văn nào thể hiện cảm xúc nào. Câu đầu tiên: Dương nhìn ông lòng trào lên cảm xúc yêu thương khó tả. Câu này có phải là câu thể hiện cảm xúc đối với người thân không các em? À đúng rồi, câu này là câu văn thể hiện cảm xúc với người thân, nói về về Dương nhìn ông, đúng không? À, nhìn ông càng ngày càng già đi rồi trong lòng trào lên một cảm xúc là yêu thương, đúng không? Biết ông càng già yếu, bạn ấy đã thể hiện cảm xúc đó là yêu thương khó tả, đúng không? Trong lòng bỗng thấy là yêu thương khó tả, nói lên cái tình cảm, cảm xúc đối với ông. Vì thế ông càng ngày càng già yếu. Câu B: Thường ngày Dương luôn nghĩ ông rất nhanh nhẹn. Câu này thì chúng ta thấy là không phải là câu thể hiện cảm xúc với người thân, đúng không? Đây chỉ là bên ngoài, vì đó là trong suy nghĩ của Dương, đúng không? Cho nên là thường ngày Dương luôn nghĩ ông rất nhanh nhẹn thôi, không phải là câu thể hiện cảm xúc với người thân. Câu tiếp theo: Ông đưa đón nó đi học mỗi khi bố mẹ bận. À, câu này có phải là câu thể hiện cảm xúc đối với người thân không các em? À đúng rồi, câu này cũng không phải, đúng không? À, đây là công việc của ông, đúng không? Nhưng mà ông đưa đón nó đi học mỗi khi bố mẹ bận rộn, đúng không? Như vậy đây không phải là câu thể hiện cảm xúc. Câu chỉ nói lên hoạt động của ông, đó là đưa đón Dương đi học. À, câu tiếp theo đó là: Ông ngoại ơi, cháu yêu ông nhiều lắm. Câu này là câu như thế nào? À đúng rồi, câu này là câu thể hiện cảm xúc đối với người thân. Câu này rất là rõ ràng, đúng không? Ông ngoại ơi, cháu yêu ông nhiều lắm. Đó là câu thể hiện cảm xúc đối với người thân, nói lên cái tình cảm của Dương đối với ông của mình, đúng không? Và bạn ấy đã thốt lên một câu: Ông ngoại ơi, cháu yêu ông nhiều lắm. Đây là câu thể hiện cảm xúc đối với người thân. Vậy thì qua hoạt động này chúng mình đã biết một số câu văn thể hiện cảm xúc đối với người thân. Cụ thể trong 4 câu thì chúng ta thấy có 2 câu thể hiện cảm xúc với người thân, đó là câu A và câu D. Đến với hoạt động tiếp theo, chúng ta sẽ nói 2 đến 3 câu thể hiện cảm xúc của em khi nghĩ về một cử chỉ việc làm của người thân. Thì chúng ta thấy là có rất là nhiều việc làm cũng như là cử chỉ của người thân tạo nên cho chúng mình, từ đó chúng mình sẽ có cảm xúc và sẽ nói một câu thể hiện cảm xúc của em khi nghĩ về cử chỉ và việc làm nào đó của người thân, đúng không? Ví dụ như cử chỉ việc làm nào của người thân gửi cảm xúc cho em thì chúng ta thấy là rất là nhiều việc. Sau đó chúng ta hãy diễn tả cụ thể cảm xúc đó. Cử chỉ ở đây chúng ta thấy cử chỉ và việc làm thì có thể là một số cử chỉ như thế nào, việc làm như thế nào. À ví dụ như chúng mình ốm, đúng không? Bố mẹ chúng mình chăm sóc chúng mình. Từ đó chúng mình sẽ diễn tả một cái tình cảm, cảm xúc như thế nào, đúng không? Rồi chúng ta sẽ nói ra. À, rồi người thân
tổ chức sinh nhật cho chúng mình, đó là một việc làm, đúng không? Từ đó chúng mình thấy diễn tả một cái lời nói thể hiện cảm xúc của chúng ta đối với những người thân. Hoặc là chúng mình đi học về thấy mẹ chúng mình lo cơm nước cho chúng mình, đúng không? Tất bật với công việc hàng ngày. Từ đó chúng ta sẽ cảm thấy cảm xúc như thế nào, rồi chúng mình sẽ nói lên cảm xúc đó. Cảm xúc ở đây chúng ta thấy là từ ví dụ như công việc của mẹ rất là bận rộn hàng ngày, mẹ hay nấu cơm cho chúng mình ăn, đi học về vẫn có thích cơm ăn, đúng không? Vậy thì từ đó chúng mình sẽ thấy là có yêu thương bố mẹ hay không, rồi có quý mến ông bà hay không, vân vân. Đó là một cái diễn tả cảm xúc. Bây giờ chúng ta có thể dừng video và nói 2 đến 3 câu thể hiện cảm xúc của em nhé. Thì thầy sẽ đưa lên một số câu để cho chúng ta tham khảo. Ví dụ nói 2 đến 3 câu thể hiện cảm xúc của em khi nghĩ về một cử chỉ việc làm của người thân. Thì ví dụ ở đây là em thấy mẹ nấu cơm cho em ăn. Trời nắng, em nhìn thấy giọt mồ hôi trên gương mặt của mẹ. Thì chúng ta thấy cảm xúc đó là em yêu mẹ, đúng không? Đấy là một việc làm một số người thân thì chúng ta thấy việc làm của mẹ đó là nấu cơm trời nóng thì bạn ấy thấy giọt mồ hôi trên gương mặt của mẹ, từ đó bạn ấy thể hiện cảm xúc đó là em yêu mẹ, đúng không? Hoặc là mẹ của em lúc nào cũng tất bật với công việc, hết lau nhà lại giặt quần áo, em rất thương mẹ. Diễn tả cảm xúc ở đây bạn ấy rất là thương mẹ, đúng không? Như vậy thì chúng ta có thể dựa vào 2 câu trên màn hình của thầy, rồi chúng mình sẽ nói 2 đến 3 câu thể hiện cảm xúc của mình khi nghĩ về một cử chỉ việc làm của người thân. Qua hoạt động 1 và hoạt động 2 chúng mình thấy một số câu thể hiện cảm xúc người sợ của người thân, đúng không? Rồi nói thì bây giờ chúng mình sẽ đến hoạt động thứ ba, đó là viết đoạn văn thể hiện tình cảm của em đối với người thân. Viết một đoạn văn thể hiện tình cảm của em đối với người thân thì chúng ta sẽ viết rõ hơn lúc nãy chúng mình nói. Từ những công việc của người thân, cử chỉ công việc của người thân gây cho chúng mình cảm xúc, và chúng ta sẽ viết lại những cái cảm xúc đó, công việc của người thân đó. Và ở đây những người thân thì chúng ta thấy bố mẹ này, ông bà, anh chị, vân vân. Từ hoạt động 1 và hoạt động 2 chúng ta hãy dừng video và viết một đoạn văn thể hiện tình cảm của em đối với người thân. Sau đó chúng ta sẽ quan sát lên màn hình, thầy sẽ đưa lên một số bài văn mẫu để cho chúng ta tham khảo. Bài văn đầu tiên thầy sẽ đưa lên cho chúng ta tham khảo đó là bài văn Bố em rất thương yêu em. Trong một lần em bị ngã, bố nhẹ nhàng tới đỡ em dậy và hỏi con có đau lắm không? Dù bị trầy da nhưng bằng câu nói của bố em cảm thấy không còn đau đớn gì nữa. Đây là một đoạn văn thể hiện tình cảm của bạn nhỏ đối với ai? À đúng rồi, đối với bố của mình, đúng không? Việc thể hiện tình cảm đó là một lần bạn ấy bị ngã nhưng mà bố lại không la, đúng không, mà hỏi han bạn ấy. Như vậy thì đây là một đoạn văn cũng là thể hiện tình cảm đối với người thân của bạn nhỏ. Và tình cảm ở đây thì là bạn ấy rất là thương 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 bố, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đoạn văn thứ hai. Mẹ là người mà em yêu quý nhất trong gia đình. Mẹ làm mọi việc để chăm lo cho bố con em. Mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và dạy em học bài. Em rất thích được ăn những món ăn mà mẹ nấu. Em hứa sẽ học tập thật chăm chỉ để không phụ lòng mẹ, mong mỏi của mẹ. Bạn ấy thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình với người thân ở đây đó là ai? Đúng rồi, đó là mẹ. Từ những việc làm cụ thể đó là mẹ luôn là làm mọi việc, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, đúng không? Và nấu những món ăn ngon. Từ đó bạn ấy là thể hiện cảm xúc đó là em rất yêu quý quý mẹ, đúng không? Đoạn văn thứ ba chúng ta thấy là anh trai của em tên là Sơn Tùng. Năm nay anh 13 tuổi, anh vừa đẹp trai lại học giỏi. Anh là niềm tự hào của gia đình em thường giúp anh một số việc vặt trong nhà. Em mong anh sẽ thật khỏe mạnh, học tập tốt. Em rất yêu quý anh trai của mình. Đây là một đoạn văn thể hiện cảm xúc đối với ai? Đúng rồi, đối với anh trai của bạn ấy, đúng không? Và một bài văn tiếp theo thầy muốn giới thiệu cho chúng ta đó là bà ngoại là người gắn bó với em nhất. Em được lớn lên từ những câu chuyện của bà. Giọng bà ngọt ngào, ấm áp, em rất thích được nghe bà kể chuyện. Đó là câu chuyện về cô tắm chàng thạch xanh. Những câu chuyện giúp em yêu thêm cuộc sống,
Em rất yêu thương bà ngoại của mình. Bạn ấy viết đoạn văn thể hiện cảm xúc, tình cảm cảm xúc đối với người thân ở đây là ai? À đúng rồi, đó là bà đúng không? Và chúng ta thấy là đoạn văn của thầy đã đưa lên một số đoạn văn từ bố mẹ, anh trai, bà. Và bây giờ thầy sẽ đưa một đoạn văn nữa để cho chúng ta tham khảo. Ông nội là người em rất kính trọng, tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn còn minh mẫn. Cuối tuần em lại cùng bố mẹ về nhà thăm ông. Em rất thích ngồi nghe ông kể chuyện, những câu chuyện của ông đã dạy cho em nhiều bài học. Em rất yêu quý người ông của mình. Đoạn văn thì tình cảm cảm xúc đối với người thân ở đây đó là đúng rồi, ông nội đúng không? Và chúng ta thấy là có rất là nhiều đoạn văn thể hiện tình cảm cảm xúc của mình đối với người thân, từ bố mẹ, anh chị cho đến ông bà, có thể là cô dì chú bác đúng không? Vậy là chúng ta thấy từ đó chúng ta cũng thấy là một số đoạn văn thì thể hiện tình cảm cảm xúc đối với người thân rất là nhiều. Và sau khi chúng ta viết xong thì chúng ta có thể đọc lại và rà soát lại để phát hiện lỗi nhé. Vận dụng thì ở hoạt động này chúng mình sẽ về nhà tìm đọc những câu chuyện, bài văn, bài thơ về tình cảm giữa những người thân trong gia đình hoặc tình cảm đối với mọi vật trong trong nhà. Ở hoạt động này là hoạt động vận dụng về nhà, chúng ta có thể tìm nhiều câu chuyện, nhiều bài thơ, trách bảo và những tác phẩm nói về tình cảm gia đình. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong tiết thứ tư của bài 22, luyện viết đoạn văn viết về tình cảm cảm xúc của mình đối với người thân trong gia đình. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em rất là nhiều.